Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ chơi món thú kiểu béo. Bây giờ mình sẽ chơi món nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ chơi món con lợn đuôi ngắn nha. Như vậy là sản phẩm hải cẩu biển của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm đám mây của mình cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình nhấn like, nhấn đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là sản phẩm cá nướng của mình đây các bạn ơi, mình đã tô màu xong. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô con chú lửa cái này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm bò tót này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha, mình sẽ tô một sản phẩm con ve sầu này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm mèo cáo các bạn ơi, sản phẩm mèo cáo này. Các bạn chú kiều béo mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thì hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nếu bạn là con lợn đuôi ngắn mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thì hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn như vậy là chú lừa cái mình để tôi mở sau. Nếu các bạn thấy đẹp và thì hay cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con trâu tỏi nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con tê tê nha.
Như vậy là sản phẩm con ve sầu của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Và đây là sản phẩm bột bắp của mình đây các bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình là like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Và cuối cùng sản phẩm mèo cáo của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm báo hoa mai cho các bạn ơi. Các bạn cùng theo dõi tô màu sản phẩm nha, không được phải tôi đèn nữa, chỗ không được rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm bún đất này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình sẽ tô màu sản phẩm cọ bé đưa thư này. Các bạn cùng vào xem mình tô màu. Nhìn đồng hồ thì thấy giờ tắt mà đỡ gần là vui. Để quay nó nhanh lắm đấy, dây nó chạy nhanh lắm, nhìn nó lại đúng nghèo đúng chưa. Các bạn như vậy con trâu to đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là TT mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là tập lập mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn.